Được, cậu Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em gần thủ đến với kênh đầu cậu của em nha quý anh em. Thì hôm nay giới thiệu tất cả đồ anh em một số cái cần anh em ơi. Thì đây nó có tất cả các hàng VIP carbon nha anh em. Giá nói chung rất là tốt cho anh em luôn. Đó, anh em mua thì em sẽ hỗ trợ phí cước cho anh em nha. Hãy hỗ trợ phí vận chuyển cho anh em. Rồi em phải ship cho anh em á. Đó, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Ok cho anh em. Rồi, với tên anh em cây cần đầu tiên nha. Cây nào cây cần tay anh em, gấp khúc cần trúc nha, cần trúc thì nó dẻo anh em, nó dẻo nó mềm anh em mua lưu ý nha. Cây này bữa bán rồi nè, nhiều anh em hỏi lắm mà bán cho cái ông anh kia ông không biết việc cần anh em ơi. Bán cần trúc mà ông gọi cứng. Sao mà cứng nổi trúc mà sao cứng nổi anh em. Anh em mua thì lưu ý cây này cần trúc thì nó sẽ mềm nha, không có cứng nha. Nó mềm dẻo. Cây này dài của nó tầm khoảng 1 mét hết mấy thôi em ơi, hết mấy thôi à, đem coi rồi 2 4 6 8 9, cây này dài khoảng 2 mét 7 thôi em ạ, 2 mét 7 thôi, cứng khoảng tầm 2 h rưỡi thôi, 2 h 2 h rưỡi thôi, ngọn mềm nha. Rồi 2 3 4 nè, nặng 93 gram, ngọn 1 ly, gốc 9,8, 2 3 4 giá 200 ngàn. Rồi 234 này bán cho anh em 200 ngàn nha. Tới 235 này cần phíp nè. Cái này Takaso khoen bát Fuji nha, chất liệu phíp, dài 2,7 m thôi. Dài 2,7 m. Chất liệu phíp anh em ạ. Cứng tương đương là tầm khoảng 30 nha, 30 2,7. Ngọn cũng mềm nè, ngọn mềm. Cần nói chung đẹp nha, cần mới. Cái này mã cho anh em 235 nha. Nặng 192 gram, ngọn 2 đi 6 góc 19, 235 giá 300. 235 này bán cho anh em 300 ngàn nha, 300k. Rồi tới 236 này cần rút nè. Cần rút chất liệu phíp khoen bát Fuji nha. Khoen bát Fuji. Cây này dài của cần là không thấy để chiều dài ta. Cây này không thấy để. Có cái chữ tiếng Nhật đây đây. Khoen Fuji, bát Fuji anh em ạ. Chất liệu phíp nha. Ngọn zin anh em. Anh em thấy ngọn có 3 lần không? Từng đầu lóng nó đều có 3 lần hết nha. Là ngọn này chưa gãy nè, ngọn zin nè. Nếu mà nó gãy nó không còn cái 3 lần ở đâu anh em ạ. Cây này dài khoảng 2 mét mấy thôi, 2 mét 4 thôi, đúng rồi, coi đúng rồi, tầm 2 mét 4 thôi anh em ạ, 2 mét 4 độ cứng. Cái này tương đương là tầm 80 nha, 80 2 mét 4 anh em, ngọn cứng á. Cây này cần cứng anh em ạ, cứng. Rồi cái này 236 nặng cho anh em là 291 gram, ngọn 2 đi 6 góc 22. 236 giá 350. 236 này bán cho anh em 350 nha. 350.000. Tới 237 là cần ISO nè, cây này cây cần cho anh em về xả tay nha. Cây độ cứng 1.5 4 mét rưỡi thôi, cây này hư khoen nè. Nói chung về cho anh em tháo hết khoen xả làm gần tay nha anh em. Chất liệu cần là carbon, độ cứng cái này tương đương khoảng tầm 3 4 h nha. Cứng 3 4 h dành cho anh em xả làm cần tay. Cái này cứng đã cứng ok nha, mà ngoại hình đẹp nha, còn mới. Khoen bát Fuji, hãng Seamath nha, hãng Seamath. Thương hiệu này của hàng Korea anh em, Korea xuất Nhật á. Cái này mã cho anh em 237, nặng 222 gram. Ngọn 1 đi 8 góc 19, 237 giá 300. 300 ngàn anh em, về anh em xả là một cây cần tay cứng anh em. 237. Tới 238 là cây cần Gamma anh em ạ. Một cần tay Gamma nha. Có cái túi, cây này cây cần tay Gamma.
Cái này không biết chiều dài nó nhiêu luôn trời. Cây này mềm, cây nó một lóng anh em, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng anh em. Cây này dài 4,5 m nè, 4,5 m mà ngọn nó mềm lắm, ngọn nó mềm xèo. Cây này câu gì anh em, mà ngọn dẻo dẻo nhẹo. Cần thì đẹp, cây này mới tinh, cây cứng khoảng 2,5 h thôi. Cây này dành cho anh em câu cá giết, câu suối, câu giết, câu suối nè. Ngọn này lóng cũng nhỏ anh em ạ. Cái cán này bực bên tụi Nhật nó bọc cái cao su anh em, anh em thấy nè, nó bọc cái cao su nè, thấy chưa? Anh em không thích cao su thì cắt nó ra nha, cắt bỏ, còn thích cứ để về câu thôi. Rồi cái này mã 238 nha anh em, nặng 95 gram, ngọn 0,7, góc 10,6 nè. Mà 238 này bán cho anh em 850 nha, 238 này giá 850, 850 ngàn. Rồi cái 239 này cây cần hai khúc nè, độ cứng 52,4 m nè. Có cái hộp, và cái hộp này nó cũng xấu nè, mà hộp cũng xấu nha. Nói chung có hộp thì để cho anh em biết thôi, chứ cái hộp này về cũng chả xài được gì, dục bỏ nha. Chất liệu cần là carbon, khoan hãng bát hãng nha, khoan hãng bát hãng. Cây độ cứng 52,4 m anh em ơi. Ngoại hình thể chung đẹp lắm, cây này mới tổng thể. Rồi cây này mã cho anh em là 239 nha, nặng 242 gram, ngọn 2,8, góc 14,8 nè, 15. 239 giá 480. 239 này bán cho anh em 480 ngàn nha, cây này carbon nha anh em. Rồi tới 240 đợi cần từng này cần ISO đi, bán cho anh em xả làm gần tay nha. Cây độ cứng 1,4,5 m anh em, mà khoen bát buji. Chất liệu cần là carbon, lóng ở đây cũng có chày nhiều anh em. Lóng gốc thôi, lóng gốc có chày nhiều nha, nó hư. Nói chung là em bán cho anh em cây này là về cho anh em xả làm gần tay là không có bao khoen anh em. Khoen nó thiếu, nó hư khoen anh em, nói chung là bao lóng cho anh em. Vậy anh em tháo hết khoen ra xả làm gần tay. Còn anh em mà muốn câu máy thì anh em phải có khoen gắn vô mới câu được nha, chứ em ba khoen trong đây nó có nhiều mấy cái khoen nó bị hư đó nha. Lóng thì đẹp lắm, chỉ có lóng gốc nó hơi chày, lóng gốc nó hơi chày nha anh em, lóng gốc nó hơi chày đây, lóng gốc chày chỗ này thôi, còn lại đẹp. Cứng tương đương khoảng tầm 4H anh em, cứng 4H nha. Rồi 240 nè, nặng 150 gram, ngọn là 1,2, góc 20, 240 giá 260. 240 thì bán cho anh em 260 ngàn. Tới 241 cây này, cây cần cần rút nè, cây này lua nha, lua rút nha. Cây này hai sao pin gì nè, van gì. Cây cần lua rút anh em. Khoe Fuji. Khoen buji, bát buji. Cái này dài nhiều cũng không biết luôn. Chất liệu cần là carbon nha anh em, cần nói chung khá đẹp. Cây này dài tương đương, để em đo thử, không biết chiều dài bao nhiêu nữa. Cây này dài như 3 mét anh em ơi. Mét 3. Cây này dài 3,3 m nha anh em. Rồi, cây này dài của anh em là 3,3 m.
cây này lua lua rút nha, cây này nếu mà lua thì nó rơi vào khoảng tầm cũng 30 gram, 28 30 gram quay đầu của anh em, dành cho anh em cần câu lua. Còn tính theo cần ISO thì cây đường cây này độ cứng số 3 nha, số 3 3,3. Rồi cái này 241 đi, nặng 252 gram, ngọn 1,8, góc 16,6 nha. 241 giá 600. 241 này bán cho anh em 600. Cái 242 này cái cán giọt anh em. Cái cán này dài 3,9 m, chất liệu cần là cả cán là carbon, gang ốc 12. Thu gọn cái này 20, 40, 60, 80 thôi. 75 anh em. Thu gọn cán này 75 thôi, 75 xe. Chất liệu cần cán của nó là carbon nha. Cán nói chung khá đẹp, mới. Ngoại hình đây, nói chung đẹp lắm nè, đây có chày chút xíu. Rồi, cái cán này là mã cho anh em là 242. Nặng 387 gram, ngọn đầu của nó 14,5, góc 27 nha, 242 giá 330. 242 này bán cho anh em 330 anh em ạ. Cái 243 là cây này cây cần rút nè, rút về trong nha, độ cứng 50H7 nè, hãng Ryobi nè. Khoen bát Fuji anh em ạ. Khoen bát Fuji nha. Độ cứng 50H7. Ngoại hình nói chung còn mới lắm nè, mới. Rồi cái này mã cho anh em 243 nha, 243. Nặng 253 gram, ngọn 2,6, góc 18,7 nè. 243 giá 330. 243 này bán cho anh em 330 ngàn nha. Cái 244 là cần Aikada anh em ơi, đầu cứng 0,6, dài 1,8 m. Khoan Fuji, bát Fuji hãng Daiwa nha anh em. Carbon hai da xoắn. Có nắp. Carbon hai da xoắn nha. Đây. Chất liệu cần là carbon. Cần nói chung khá là mới nè. Cần còn ngon lành, mới. 1,8 nha. Cái này mã cho em 244 à, 244. Nặng 81 gram, ngọn 0,6 nè, góc 13,4 nha, 244 giá 700. 244 này bán cho anh em 700 ngàn nha. Cái 245 là ISO cân nhỏ nè, một cây cần Daiwa nè, cái góc của nó chày. Khoan bát Fuji nha. Độ cứng 2,5m3 nè em ơi, cao cây cần Daiwa Wicker. Độ cứng số 2 5,3 m. Đây. Khoan Fuji xích. Chất liệu cần là carbon. Cần đẹp lắm, cây này còn mới tinh nè. Carbon hai da nha anh em. Carbon hai da. Nói chung cái lóng cưới góc cũng có chạy nè mà. Chạy dăm dăm. Còn đẹp khoảng 80%. Khoan carbon hai da, khoan Fuji xích nha. Đẹp 80% anh em ạ. Đẹp 80%. Rồi cái này mã cho anh em 254 nha. Nặng 279 gram, ngọn 1,3, góc 19,6. 254 giá 800. 254 này bán cho anh em 800. Tới 255 là ISO khoen lớn nè. Một cái cần Daiwa Wicker, độ cứng số 4 5,4, chất liệu cần là carbon hai da nè. Khoen Fuji, bát Fuji. Khoen Fuji xích nha anh em. Nguyên dàn khoen Fuji xích. Ở đây thì nó là cái nhôm nè, nhôm mà nó sơn đen lại có mấy cái nó bị bỏ trong chốc cái sơn. Nhôm sơn đen. Chất liệu cần là carbon. Carbon hai da.
Cây đẹp lắm nè, cây còn đẹp khoảng 90% nguyên bản nha. Cây này nguyên bản cho anh em luôn, có nắp anh em, cây này có nắp nha, tại em quay thì em tháo nắp ra quay dễ quay ấy nè, đỡ mất thời gian, chứ anh em mua sẽ có nắp nha, có nắp chụp lại cho anh em đàng hoàng nha anh em. Rồi cái này mã cho anh em 246 nha, nặng 403 gram, ngọn 1 ly 7, góc 23,4, 246 giá 1,4 triệu nè. 246 này bán cho anh em 1,4 triệu nha. Thứ 247 là cây cần 2 khúc nè, cây này dành cho anh em cầu bè nha, khoen buji bát buji, chất liệu cần là carbon nè, độ cứng 20 2,1 thôi, cây này cầu bè ngon, độ cứng mềm mà. Quay hình thể chung là cũng còn rất là đẹp anh em, mới. Rồi cái này mã cho anh em là 247 nha, nặng 167 gram, ngọn 1 ly 4, góc 12. 247 này giá cho anh em 500 ngàn. 247 giá 500 anh em. Cây này chất liệu cần là carbon. Cây này hãng của nó hãng Alpatacol anh em, Alpatacol. Rồi. 247 giá 500. Cái 248 này cần ISO khoen nhỏ nè. ISO khoen nhỏ, cái này độ cứng số 1 3 m nha. Độ cứng số 1 3 m, chất liệu cần của cái này nó là bằng carbon. Carbon. Khoen hãng nè. Khoen hãng. Cái đầu này nó cũng bị sụp rồi nè. Bẻ lại. Đó. Cái đầu đó thì anh em muốn thay thì em thay nha. Em thay đầu buji cho anh em. Muốn thay thay, không muốn thay để zin vậy câu bình thường nha. Chất liệu cần cái này nó bằng carbon em mà, mới, cái này còn mới tinh. Còn rất là mới nha. Rồi cái này mã cho anh em 248, nặng 128 gram, ngọn 0,9, góc 15,4, 248 giá 330. 248 này bán cho anh em 330 ngàn. Rồi tới 249 là cây cần gút luôn, cần tay rồi ISO này. À, quên nữa, cái này ISO gút mini, gút ngắn nha. Thu gọn của cái này nó tầm 60 nè, 60 nha. 60, thu gọn 60 cm. Cái cây này là 249 nè. 249 này thu gọn của nó là 60 luôn, 62, 62 cm. 249 thu gọn 62 cm. Cái này hãng SSM. Độ cứng 1 39, khoen bát Fuji. Độ cứng số 1 39 nha, khoen bát Fuji cần, nói chung là cũng khá là đẹp, mới. Quay hình để chung có chày anh em, chày dăm dăm sơ sơ thôi cũng chả ảnh hưởng gì. Anh em câu kéo ngon lành. Rồi, cái này mã cho anh em 249 nha. Nặng 150 gram, ngọn 1 ly 4, góc 17,5. 249 giá 350 nè. 249 là bán cho anh em 350 nha. 350 ngàn, thu gọn 62 cm. Rồi tới 250 là cần súp nè. Cây này độ cứng của cây này là nó ghi ở đây 30 nè. 34,2 m nè. Mà nó mờ không thấy rõ là thấy số 3, 34,2 m. Cây này để em coi. Khoen buji bát buji nha. Cây này nếu mà độ cứng 30 thì cây này nó nếu mà so với lại cần Shimano, cây này cứng cỡ 27 anh em ơi. Nó ghi 30 chứ nếu mà cái so với Shimano thì cái này cứng tầm 27 thôi nha. Ngoại hình có chày. Ngoại hình có chày anh em. Chung cây còn đẹp khoảng 80%. Ngoại hình có chày nha. Chất liệu cần là carbon. Cái này mã cho anh em 250 nè. Nặng 355 gram, ngọn 2 ly 6, góc 23,4,5 nha. 250 giá 500. 250 là bán cho anh em 500 ngàn nha, 500 ngàn.
bông luôn. Sao gắn vậy ta? Em dục nắp đi. Anh em lấy thì em sẽ tìm nắp khác nha. Dạ. Rồi tới 251 là ISO khoan nhỏ này, độ cứng 1.5 5.3 nè, có hộp có túi nha, có túi xanh luôn nè, túi vải nè. Ok chưa? Về to lên xài thì lấy ra. Lấy ra bỏ vô thôi. Cái này hãng SSM nha, khoan bát Fuji. Cần thì rất là đẹp, mã 251 nè. Độ cứng 1.5 5.3 nè mà. Đầu cứng 1.5 5.3 nha. Đây, khoan Fuji. Bát Fuji. Cần thì đẹp, keng sao bàn mới tinh. Cần còn rất là mới nè, cây còn đẹp hơn 95%. Đẹp 95% nè mà. Cái này hãng SSM Powerfoil. Cái mã 251 nè, 251. Nặng 259 gram, ngọn 1.2, góc 18.7 nha. 251 với 550 thôi. 251 là bán cho anh em 550, 550.000. Rồi, 251 giá 550.000. Tới 252 là cần 3 khúc nè. Khoan Fuji nè. Bát Fuji hạ, cây này chất liệu cần là carbon. Carbon nha anh em. Hãng Ryobi. Cây này nó là carbon hai da xoắn anh em mà. Anh em nhìn thấy lớp xoắn xoắn nó dưới lớp sơn. Cây này nó là carbon hai da đó anh em. Khoan Fuji Six. Đầu bu Fuji Six. Đầu cứng 53 mét nha. Cần thì rất là đẹp anh em, độ cứng 53 mét, cần mới tinh. Cái này nói chung miễn phải chơi nhưng mà còn rất là mới. Cái này mã cho anh em 252 nha, 252. Nặng 320 gram, ngọn 23, góc 15.5. 252 này giá cho anh em là 800. 252 này bán cho anh em 800 ngàn nha, 800k. Đít đây nó dính dơ thôi, về vệ sinh đó. Tới 253 này cây cần gút nè, dài 2m7, quay hình chất liệu cần là carbon nha, quay hình cái góc nó chày nhiều nè, đây nó chày anh em nhìn kỹ nha, nó chày. Nói chung cây này sẽ bán giá rẻ cho anh em chơi. Khoan hãng bát hãng anh em, độ cứng này tương đương 20 thôi, 22m7, ngon mềm. Cái này cứng 20 nha anh em, 20 27. Ngọn mềm. Nhưng mà cái góc có xấu à, góc nó chày nhiều. Rồi cái này mã cho anh em là 253 nè, nặng 160 gram, ngọn 1.6, góc 15.3, 253 giá 230. 253 này bán cho anh em 230.000 nha, bao ship. Rồi tới 254 anh em, một cây cần dây trong nè. Cây này em bữa em bán mấy người luôn không bán được, mà bán cho ông anh này bơm hàng em về nè. Một cái cần ISO dây trong anh em. ISO dây trong, cái này cây cần Shimano Anod nè. Độ cứng số 1 5m3 nha. Khoan bát Fuji. Chất liệu cần là carbon. Độ cứng số 1 5m3. Cái cây này nó có dây dây luồn nè, đây một bộ dây luồn của nó nha, đây dây luồn của nó trong đây còn đó. Nói chung cái này dây luồn này còn nè, về anh em với việc luồn câu thôi. Độ cứng số 1 5m3, một cái cần NFT nè, NFT Anod. Nói chung cần đẹp lắm, cây này mới tinh rồi trời, mới chát à. Cây này mới lắm nha anh em, đá xít nha, cây đá xít cho anh em.
Rồi cái này mã cho anh em 254 nha. Nặng 223 g, ngọn 2 đi từ góc 16,37. 254 này giá 750 nha. Trời đất mẹ, dây 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 đất. Nhập 254 giá 750 nè, 750 ngàn. Cái 255 này cây cần lua nè, lua 2 khúc rồi. Khoan hãng bát hãng nha, chất liệu cần cái này là bằng carbon em ạ. Cây này lua mát của nó 50 gram nha, cây này cứng lắm nha. Wide của nó 3 chấm đến 12 anh em. Bia của nó 2.0. Cây này dài 2,4 m. Khoan hãng bát hãng anh em ạ, cần cứng, độ cứng tương đương MH luôn anh em, cứng hơn MH một chút. Chung cây này cứng nha. Anh em thích chơi lua bạo lực lụm cái này được. Rồi, cái này thì mã cho anh em là 255 nha anh em, nặng 209 g, ngọn 2 đi 6 góc 12 nè, 255 giá 450. 255 này bán anh em 450 nha. Rồi tới 256 là cái cần 24 thì dài của nó tương đương là 6,2 m, 7,2 m nè, cái này 7,2 m. Cái này đúng là một cái cần tây nha nè. Cần tây rồi nó độ lên cần ai cả đá chơi. Ba cái lóng ngọn đầu nó là live feed nè. Ngọn thứ nhất nè, nó là feed. Ngọn thứ hai cũng là feed. Ngọn thứ ba cũng là feed anh em. Cái này giờ cho anh em làm cần tây nha. Làm cần tay để với câu tay luôn. Ngọn thứ tư là carbon nè. Ngọn thứ tư là carbon, thứ năm là carbon, thứ sáu là carbon, thứ bảy cũng là carbon nha anh em. Chỉ có lại ba cái ngọn đầu là phíp thôi. Ok chưa? Cái này bán rẻ cho anh em về xả tay nha. 256 nè. Nặng 261 g, ngọn 0.8, góc 21,8. 256 giá 200 ngàn. 256 này bán em 200 ngàn. Tới 257 là cần ISO khoan nhỏ nè, độ cứng 2,5,4 m nha, khoan bát buji. Chất liệu cần cái này nó bằng carbon, cần này rất là đẹp nha. Mới. Cần mới tinh. Độ cứng số 2,5,4 m. Cần khá ngon. Rồi, cây này mã cho anh em là 257 nha, nặng 340 g, ngọn 1 đi rưỡi góc 25 anh em. 257 giá 408. 257 này bán cho anh em 480 ngàn nha, 480. Rồi 257 480. Tới 258 là ISO gân lớn nè. Cây này hãng siêu ta nha. Độ cứng 4,5,3 m nè. Chất liệu cần là carbon, khoan bát Fuji. Khoan Fuji, bát Fuji anh em à. ISO gân lớn. Dành cho anh em câu lục đầu cành cũng được. Đánh ISO biển cũng được anh em. Cần thì còn mới tinh. Cần mới tinh. Còn đẹp khoảng 85%. Đẹp 85% anh em, 85-90%. Rồi, cái này mã cho anh em 258 nha, nặng 406 g. Ngọn 2 ly góc 23 anh em, 258 này bán cho anh em 700. 700 bao ship nha, 258 giá 700. Tới 259 là cái cần ISO xả tay anh em. Cái này độ cứng số 2,5,3 m, chất liệu cần đó là bằng carbon nha anh em. Về cho anh em xả làm cần tây nè. Độ cứng số 2,5,3 m anh em à. Cái này cứng ở tầm khoảng 4H nha. 4H.
cứng 4 ha. Cần chung khá ngon á. Cái này cây cần hãng nó hãng hãng gì trời. Cây này theo nó của hàng Korea nha, Korea xuất Nhật anh em à. Bát hãng. Cái này mã cho anh em 259 nha. Nặng 338 gram, ngọn 21, gốc 20, 259 này giá cho anh em 208. 259 giá 280 ngàn. Cái này xả tay anh em. Xả tay. Tới cây này 260 nè mà, 260 cây này cây Daiwa. Daiwa súp lở nha, độ cứng 15 3 mét thôi. Cây này cây Daiwa súp power, made in China nè mà. Hàng Trung Quốc xuất Nhật. Khoen bát Fuji nha anh em. Khoen bát Fuji. Chất liệu cần nó là carbon. Cần nói chung khá đẹp, mới anh em. Cần mới tinh. Cần còn mới tinh. Rồi cái này mã anh em 260 nè, nặng 220 gram, ngọn 21 góc 18, 260 giá 500. 260 này bán cho anh em cái này 500 ngàn anh em. Một cái gần đây qua. Tới 261 với cái gần lua anh em, lua mới đứng nha, khoan hãng bát hãng nè. Khoan này khoan inox nha anh em, bát inox luôn, chất liệu cần là carbon. Cái này phôi dày, dài của nó là 2 mét mốt. Độ cứng mà là lua tầm khoảng 25 gram, 25 27 gram với đầu nè. Cái này cứng nha, nói chung cũng cứng, hai mấy gram mà cứng rồi. Lua 25 27 gram với đầu. Cần nói chung khá đẹp chứ cái bộ khoan nữa thì nó là khoan inox thôi. Khoan inox. Cái club man nè. Rồi, cái này mã cho anh em là 2261 nha. Nặng 140 gram, ngọn 2 đi rưỡi, góc 11,5, 261 giá 230 ngàn. 261 này bán cho anh em 230 ngàn. Tới 262 em mà, 262 này luôn mới đứng luôn. Nguyên bộ khoan Fuji nha, Fuji, bát hãng nè. Dài 1m8, độ cứng ML nha, lua nó 7 đến 21 gram, lực là 8 đến 17 lb. Chất liệu cần là carbon em mà, cần nói chung còn khá là mới á. Khá mới. Lua 21 gram quay đầu. Rồi, cái này mã cho anh em 262. Nặng 85 gram, ngọn 1 đi 9, góc 8,4 nha. 262 giá 350. 262 này bán cho anh em 350 nha, bao ship. Rồi, anh em lấy cây nào cứ alo trực tiếp cho em anh em ạ. Rồi, cảm ơn em. Hẹn anh em các video kế tiếp.